Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cam kết sẽ bảo vệ cho các quốc gia đồng minh ở gần với Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là tướng Lloyd Austin tuyên bố, Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ cho các quốc gia vùng Baltic bao gồm Estonia, Latvia và Lithuania nếu được yêu cầu và sẽ duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực này. Cả ba quốc gia nói trên là láng giềng của Nga cũng như Belarus Ba quốc gia này từng thuộc Liên Xô cũ nhưng hiện nay là thành viên của Khối Liên Hiệp Châu Âu và thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức là Khối NATO. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tallinn hôm 17 tháng 2 sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Estonia, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là tướng Lord Austin nhấn mạnh, Hoa Kỳ cam kết sẽ thực hiện điều số 5 trong hiến chương của khối NATO, vốn quy định các thành viên của liên minh này phải bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công. Lời cam kết nói trên được Hoa Kỳ đưa ra trong lúc có nhiều mối lo ngại về nguy cơ xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ lan rộng hơn và bê ra ngoài lãnh thổ của Ukraine. Kể từ năm 2019, thì Hoa Kỳ đã đưa các nhóm đồn trú luân phiên, bao gồm khoảng 500 binh sĩ cùng các trang thiết bị tới Lithuania. Đến tháng 12 năm ngoái, quân đội Hoa Kỳ cũng thông báo là sẽ đưa ra một trung đội vận hành hệ thống pháo binh phản lực và một đại đội bộ binh tới làm nhiệm vụ tại Estonia. Khối NATO đã đưa ba tiểu đoàn đa quốc gia tới đóng quân tại ba quốc gia ở vùng Baltic nói trên kể từ năm 2017. Theo khối NATO cho hay sự hiện diện liên tục luân phiên của các binh sĩ của khối NATO sẽ đóng vai trò như là dây dẫn đầu cho lực lượng phản ứng lớn hơn nếu như phía Nga xâm phạm lãnh thổ của các quốc gia này. Bác sĩ khẳng định tổng thống Biden đủ khỏe để làm việc. Tổng thống vẫn đủ khỏe để làm việc, thực hiện đầy đủ mọi trách nhiệm mà không cần bất cứ miễn trừ hay hỗ trợ nào, bác sĩ tòa Bạch Ốc Kevin O'Connor viết trong đánh giá sức khỏe định kỳ tổng thống Joe Biden công bố ngày 16 tháng 2. Theo các bác sĩ, ông Biden không còn triệu chứng COVID kéo dài nào sau khi nhiễm virus vào mùa hè năm ngoái. Tuy ông vẫn gặp một số khó khăn khi đi bộ, nhưng tình trạng không tệ hơn so với lần kiểm tra trước. Tổng thống đang tiếp tục sử dụng một số thuốc nhằm giảm rủi ro nhuyễn mạch máu và kiểm soát cholesterol. Các bác sĩ đã lấy mẫu một vùng tổn thương nhỏ trên ngực của ông trong giai đoạn kiểm tra da và đang chờ kết quả. Đây là lần kiểm tra sức khỏe thứ nhì của Tổng thống Biden trong nhiệm kỳ. Trong lần kiểm tra y tế hồi tháng 11 năm 2021, bác sĩ O'Connor cũng kết luận ông Biden đủ khỏe để thực hiện nghĩa vụ tổng thống, song lưu ý ông ho nhiều. Bác sĩ tòa Bạch Ốc thời điểm đó cũng ghi nhận ông Biden có dáng đi không được linh hoạt do gặp vấn đề ở cuộc sống. Bệnh viện Walter Reed có phòng khám riêng dành cho tổng thống, được các đời tổng thống sử dụng cho việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và vấn đề sức khỏe khẩn cấp. Cựu tổng thống Trump từng được điều trị tại đây vào tháng 10 năm 2020 khi nhiễm COVID. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố Crimea là lằn ranh đỏ của Nga Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken nói rằng, những quyết tâm giành lại bán đảo Crimea của Ukraine chính là lằn ranh đỏ đối với Tổng thống Putin và có thể sẽ khiến cho Nga phản ứng mạnh mẽ hơn. Trong cuộc trao đổi qua trang web Zoom với các chuyên gia vào ngày 17 tháng 2, khi được hỏi về lập trường của Hoa Kỳ đối với việc trợ giúp cho Ukraine giành lại bán đảo Crimea, thì ngoại trưởng Anthony Blinken nói rằng, Hoa Kỳ không khuyến khích Ukraine làm như thế. Ông Blinken nói rằng trọng tâm chính của Hoa Kỳ đó là trợ giúp cho Ukraine ở mặt trận phía đông, còn vấn đề giành lại bán đảo Crimea là quyết định riêng của Ukraine. Theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thì những quyết tâm giành lại Crimea của Ukraine có thể sẽ vượt qua làn ranh đỏ của Tổng thống Nga, đó là ông Vladimir Putin, và khiến cho nước Nga có thể sẽ phản ứng mạnh hơn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối bình luận về tin tức này. Các giới chức của ngũ giác đài hồi gần đây bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Ukraine có đủ khả năng để mở chiến dịch phản công giành lại bán đảo Crimea trong tương lai gần. Điện Kremlin cảnh báo rằng Ukraine tấn công Crimea sẽ là hành động nguy hiểm, có thể đưa cuộc xung đột leo thang hơn và ảnh hưởng tới an ninh của toàn thế giới cũng như toàn châu Âu. Riêng Tổng thống Ukraine là ông Zelensky đã nhiều lần tuyên bố là Ukraine sẽ giành lại bán đảo Crimea, bán đảo mà phía Nga đã cưỡng chiếm từ Ukraine vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Phía Nga nói rằng cuộc trưng cầu dân ý đó cho thấy người Crimea thực sự muốn trở thành một phần của Nga. Thế nhưng, điều này đã không được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận. Tiêm kích tàng hình của Mỹ chặn oanh tạc cơ Nga gần Alaska Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ cho biết đã phát hiện, theo dõi, nhận dạng và chặn 4 máy bay Nga tiến đến vùng nhận dạng phòng không Alaska ngày 16 tháng 2. Nhóm máy bay của Nga gồm 2 Oantaker Tu-95 cùng một tiêm kích Su-30 và một Su-35. Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ đã khai đã điều hai tiêm kích F-35, hai chiếc F-16 cùng một máy bay cảnh báo sớm và hai máy bay tiếp liệu lên ứng phó. Đây là lần chặn máy bay Nga thứ nhì trong vòng hai ngày qua. Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ cho biết biên đội phi cơ Nga vẫn trong vùng trời quốc tế, không tiến vào không phận Mỹ hoặc Canada. Nga chưa bình luận về tuyên bố của Mỹ. Trước đó, ngày 14 tháng 2, Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ cũng thông báo phát hiện 4 máy bay Nga, trong đó có oanh tạc cơ Tu-95 và tiêm kích Su-35 tiếp cận vùng nhận dạng phòng không Alaska và quân đội Mỹ đã điều hai tiêm kích F-16 lên ngăn chặn. Máy bay quân sự Nga thường xuyên tiếp cận ranh giới không phận của Mỹ và Canada ngoài khơi bờ biển Alaska từ năm 2007. Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ cho biết trung bình họ chặn 6 đến 7 lần tiếp cận của máy bay Nga mỗi năm. Sau vụ bắn hạ khí cầu Trung Quốc ngoài khơi Nam Carolina, ngày 4 tháng 2, tòa Bạch Ốc muốn bảo đảm với người dân rằng quân đội Mỹ đang bảo vệ bầu trời an toàn. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Melissa Dalton khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cảnh giác với bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào trên không phận. Vẫn tư liên quan, Tổng thống Joe Biden cho hay ba vật thể bay bị quân đội Hoa Kỳ bắn hạ vào cuối tuần trước có thể liên quan tới các công ty tư nhân hoặc là các tổ chức giải trí cũng như là nghiên cứu. Tổng thống Hoa Kỳ nói như sau, chúng tôi chưa biết ba vật thể này là gì, nhưng hiện nay không có gì cho thấy chúng liên quan tới chương trình khinh khí cầu do thám của Trung Quốc hay là phương tiện do thám từ bất kỳ quốc gia nào khác. Lời tuyên bố nói trên được đưa ra sau nhiều ngày, Tổng thống Joe Biden bị nhiều áp lực từ lưỡng đảng tại Quốc hội. Các dân biểu nói rằng người dân Hoa Kỳ xứng đáng được Tổng thống thông báo cụ thể về khinh khí cầu do thám và lý do ra lệnh bắn hạ thêm ba vật thể bay khác. Tổng thống Joe Biden giải thích rằng sau vụ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc hôm 4 tháng 2, những radar phòng thủ của quân đội Hoa Kỳ hoạt động tích cực hơn và đã phát hiện ba vật thể không xác định tại Alaska, Canada và Huron Lake. Ông nói như sau: "Tôi đã ra lệnh bắn hạ ba vật thể này do gây nguy hiểm cho hàng không thương mại và vì chúng tôi không thể loại trừ rủi ro các cơ sở quan trọng bị theo dõi." Tổng thống Joe Biden cũng nói rằng ông sẽ tìm cách trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình về vụ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển phía đông của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Biden không hối tiếc khi đã bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc. Thiết bị do nhịp tim cứu nạn nhân động đất, NASA đã chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ thiết bị mang tên Finder, Finding individual for disaster emergency response dùng cảm biến radar vi, vi sóng để tìm người sống sót sau trận động đất thông qua dò nhịp tim và hơi thở của họ. Công nghệ của NASA có thể phát hiện chuyển động nhỏ nhất của cơ thể gây ra bởi những quá trình cơ bản thiết yếu cho sự sống và sẽ được các đội cứu nạn sử dụng ở vùng động đất của Thổ Nhĩ Kỳ, trang Space hôm 17 tháng 2 đưa tin. Công nghệ Finder được phát minh bởi nhóm nghiên cứu ở phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA tại California sau trận động đất năm 2010 ở Haiti. Sau đó, công nghệ này được thương mại hóa bởi công ty Spec Ops Group ở Florida. Trước Finder, NASA đã hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ dùng vệ tinh thu thập hình ảnh của khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, giúp đánh giá mức độ thiệt hại và dẫn đường cho nhân viên cứu nạn. Trận động đất hôm 6 tháng 2 đã cướp đi sinh mạng của hơn 44.000 người Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Mặc dù thời gian vàng cho việc giải cứu người sống sót trôi qua đã lâu, nhưng hơn 10 ngày sau thảm họa, các nỗ lực tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát vẫn được tiếp tục. Theo Reuters, đến ngày 14 tháng 2, lực lượng cứu nạn vẫn phát hiện và cứu được 9 người còn sống. Nhân vật lãnh đạo của công ty YouTube từ chức. Sau 9 năm điều hành nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới này, bà Susan Wojcicki thông báo là bà sẽ rời khỏi vị trí CEO của YouTube. Trong bức thư gửi cho các nhân viên được công bố trên Record, bà Susan cho hay quyết định rút lui khỏi vai trò người đứng đầu của YouTube để bắt đầu một chương trình mới tập trung vào gia đình, sức khỏe và các dự án cá nhân mà bà đam mê bà cho rằng đây là thời điểm phù hợp để bà ra đi bởi vì hiện nay YouTube đã có một đội ngũ lãnh đạo tuyệt vời người kế nhiệm bà sẽ là cấp phó hiện nay đó là ông New Mohan bà Susan gắn bó với công ty Google đã 25 năm ngay từ những ngày đầu tiên khi mà hai nhà sáng lập Larry Page và Sergey Brin bắt đầu khởi nghiệp trong gara của gia đình bà bà Susan từng làm giám đốc tiếp thị của công ty Google là người đồng sáng lập công cụ tìm kiếm hình ảnh tức là Google Image Search, góp phần tạo ra Asin cùng nhiều sản phẩm quan trọng khác. Chính bà Susan thuyết phục ban lãnh đạo của Google mua lại YouTube khoảng một năm sau khi nền tảng video này xuất hiện. Sau khi rời chiếc kế CEO, bà Susan vẫn tiếp tục trợ giúp cho người kế nhiệm và trợ giúp cho tiến trình chuyển đổi, bao gồm tiếp tục làm việc với một số nhóm YouTube huấn luyện những người này và gặp gỡ những người sáng tạo khác. Sau khi hoàn thành tiến trình chuyển đổi thì bà Susan sẽ đảm nhận vai trò cố vấn tại Google và Alphabet. Năm 2015, bà được mệnh danh là người quan trọng nhất trong lĩnh vực quảng cáo và lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm của tạp chí Time. Nghi phạm xả súng ở nông trại nấm California không nhận tội cố ý giết người. Chun Li Yao nghi phạm vụ xả súng khiến 7 người thiệt mạng tại hai nông trại nấm ở thành phố Hạp Moon Bay, Bắc California hồi tháng Giêng, không nhận tội trước cáo buộc giết người có chủ ý. Thông qua phiên dịch viên, Chun Li Yao, công dân Trung Quốc và là nghi phạm duy nhất trong vụ thảm sát, đã đưa ra lời bào chữa tại Tòa Thượng Thẩm quận Hạt San Mateo, thành phố Redwood, Courthouse News đưa tin hôm 17 tháng 2 giao bị truy tố với 7 cáo buộc giết người một cáo buộc âm mưu giết người đồng thời các cáo buộc này có tình tiết tăng nặng là sử dụng vũ khí và giết người hàng loạt steven wagstaff công viên công tố viên quận hạt san Mateo cho biết chưa quyết định có hay không đề nghị mức án tử hình với chào tuy nhiên ngay cả khi không bị đề nghị án tử hình nghi phạm nhiều khả năng bị kết án tù chung thân và không được xem xét ân xá chào cho biết mình phải chịu đựng nhiều năm bị bắt nạt và đồng thời phải làm việc nhiều giờ trong trang trại, những vấn đề đó chưa bao giờ được giải quyết. Nghi phạm cũng nói rằng mình mắc một số loại bệnh tâm thần và đầu óc không minh mẫn vào ngày xảy ra vụ xả súng. Theo nhà chức trách vụ xả súng tại hai nông trại nấm ở Half Moon Bay có liên quan đến vấn đề lao động, giao là đồng nghiệp của một số nạn nhân, nghi phạm không nổ súng bừa bãi mà nhắm vào một số cá nhân cụ thể. Và đó là những bản tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Á Châu trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn giữ màn hình.